Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình nhận được một cái phần thưởng cũng khá là đặc biệt và thú vị hen. Rồi, để xem coi hôm nay anh em mình mở rương ra cái gì nha mọi người. Wow, ở đây thì anh em mình nhận được một cái best tăng đam nha các bạn. Và ở đây thì chúng ta nhận được cái gì nào? Ây cha, lại là một cái best tăng máu cây nhờ. Ít ra phải cho mình cái gì đó nó ghê cũng gớm hơn hen. Ở đây thì... Ui, ống nghiệm Legend và ống nghiệm Heroic luôn các bạn ơi. 2 ống nghe, quả là tuyệt vời. Rồi, cuộc đua Heroic thì các bạn đã quay được đến đâu rồi ha. Bây giờ thì anh Tây đang mới nằm ở cái lap. Ui chà, lap 1, nốt 3 các bạn ơi. Rồi, nhiệm vụ của anh em mình sẽ là đi thu hoạch thức ăn nha. Để chúng ta kiếm thêm những cái búp. Chỗ này thì anh em mình nhận thưởng cái nhẹ coi. Ui, được thêm 5 mảnh của thành viên Heroic nha. Đấy, công chuyện luôn. Ở đây thì anh em mình được thêm ít tiền rồi. Giờ thì chúng ta sẽ vào đây để chiến cái nha mọi người. Đây, lượm nhẹ. Đây thì chúng ta chỉ cần là 1 tiếng thôi là anh em mình có thể chiến đấu được rồi ha. Và hắn ta thì có nhận mở các gói VIP trong game nha. Anh em nào muốn mở các gói VIP trong game các bạn có thể liên hệ với mình. Mình nhận mở thì cái giá trong game nha mọi người, kèm theo một phí nữa ha. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo là nhà phát hành sẽ ban nick hay là sẽ khóa nick các bạn nha. Rồi, và mình thì bật luôn cái thành viên này rồi hen. Mang cái skin khá là xịn sò các bạn. Ở đây thì anh em mình đã có 23 viên game. Và anh Tê thì chuyên gia gọi là xài game hơi bị nhiều hen. Dạo này anh em mình gọi là chơi đủ các kiểu coi là đểu luôn. Để sớm rồi là đưa cái bé yêu này lên một tầng cao mới nha các bạn. Wow, để coi coi bé này thì sao đây. 33 lắm. Quá là tuyệt vời. Ở đây thì anh em mình gõ thêm được 1 hiệp nữa nè. 30 viễn game nữa thôi mà. Tốc độ bàn thờ luôn. Sau khi mà lượm dáng này xong thì anh em mình sẽ nhận thêm được 40 viên nữa nha các bạn. Quá là tuyệt vời luôn. Wow, one hit luôn. Ôi. Đấy, anh em mình nhận nhẹ 40 viên game là chúng ta quýnh thêm được 4 cửa nữa nha. Tới con chẹn liền. Rồi, one hit không nè. Ôi, không đủ đam các bạn ơi. Cũng hơi cay hen. Chiêu này thì là cái chiêu đặc biệt rồi. Anh em mình wow, lượng đam thì nói chung. Ui, nó xài chiêu mặt trăng. Chiêu mặt trăng đang được sát thương nhân 2 cho nên nó ưu tiên nha các bạn. Nếu như mà mình đánh thêm 3 hiệp nữa thì 1, 2, 3 chúng ta sẽ... Ôi, hiệp thứ 4 là anh em mình nhận được 45 viên game nữa luôn. Quá là ổn áp luôn nha. Và các bạn ơi, HNT thì cũng có bán những cái nick Dragon City khá là xịn sò cho mọi người nha. Anh em nào đang cần những cái nick xịn để chơi game, các bạn có thể liên hệ mua bên mình. Mình thì mình để khá là nhiều nick trên cái trang web của mình, đó là trang hntchannel.com. Các bạn có thể ghé vào website của HNT, lựa được cái nick nào thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook để mua nha. Link Facebook thì các bạn check link bên dưới phần mô tả của video cho an tâm nha mọi người. Đó. Rồi, bây giờ thì anh em mình... Ui chà, 45 viên này các bạn. Ở chỗ này thì 1, 2. Cái này thì anh em mình có đánh nữa thì cũng không nhận được 45 viên game nữa. Cho nên thôi đi ha, cứ từ từ. Chỗ này thì chúng ta sẽ nghía nhẹ trong cái khu vực là nâng sao. Không biết là sự kiện nâng sao còn hay không. Ôi, hết sự kiện Empower rồi. Ôi, khá là tiếc các bạn ơi. Mình đang trông chờ luôn ấy. Nhưng mà cái kèo này là không sớm được rồi. Ui, anh em mình lên được 311 rồi này các bạn. 311 với lại là 200 là anh em mình được 500 rồi. Cay quá nhờ. Ôi, 560 còn thiếu tầm phải 60 mảnh nữa thôi. Ôi, mà sự kiện nâng sao hết rồi. Thiệt tình là tiếc quá luôn. Anh em mình phải chờ rồi các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là nhiệm vụ nha. Đây mình đang nằm ở lap 1 và chúng ta bắt đầu chế độ rồi là cày cuốc đủ các kiểu ha. Rồi, và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ mình với nha mọi người. Đây, anh em mình hiện tại được 253.000 người đăng ký kênh rồi ha. Chúng ta đang cố gắng lên gọi là 300.000 nha mọi người. Ở đây thì dùng $1 thần trưởng nè. Đó, rồi. Và các bạn để ý nha, lần này thì anh em mình cần phải trên lap 5 mới nhận được phần thưởng nha. Để nhiều bạn comment đó là anh ơi, Em giành được vị trí top 1 mà tại sao lại không có nhận được cái phần thưởng đó. Đó chính là các bạn cần phải leo lên được lap 5 trở lên nha. Rồi, chỗ này thì anh em mình lại đến với bé yêu luôn hen. Đây, mình đang khá là yêu mến bé này nha mọi người. Hiện tại thì bé này của mình đã lên được tới là răng vàng rồi. Wow, victory ha. Được 20 viên game nữa rồi. Wow. Chỗ này thì anh em mình bọ thì anh em mình phải kiếm bé rồng nào đó để chúng ta cho nó ăn nha. Đây, lên 27. Rồi, chắc có lẽ là ổn áp rồi ha. Nhiệm vụ tiếp theo vẫn là thu hoạch thức ăn và thu vàng. Rồi, nói chung là mấy cái nhiệm vụ này thì nó cũng khá là đơn giản đối với anh em mình ha. Cứ việc nhẹ nhàng thôi. Ở đây thì mình chọn là thu hoạch 30 giây. Thì chúng ta sẽ được thu hoạch lại nữa ha. Đó. Ôi, vàng thì anh em mình cần thêm một ít nữa là ok hen. Rồi, còn mấy cái nhà này thì anh em mình nâng cấp nhà lên rồi các kiểu nha mọi người. Đây. Đây, anh em mình cần... Ôi. Cần nâng mấy cái nhà này lên cho... Đó. Ôi, cái này hơi bị tốn nha, không đủ tiền. Mấy cái nhà thường thường thì ok, còn mấy cái nhà xịn quá rồi anh em mình cũng bó tay luôn. Ôi, cái gì 350 dữ vậy? Ồ, mình kiếm mấy cái nhà gọi là nâng thường thường thôi. Chúng ta lên level nổi không nhỉ? Rồi, anh em mình tiếp tục nâng mấy cái nhà này lên nha các bạn, 500 nè. Rồi, ở cái nick này của mình thì anh em thấy là để chúng ta tích được khá là nhiều. Wow. Ôi, tới 500 luôn. Cay. Sao mấy cái này nó tốn kém thế nhờ? Ê, bậy rồi. Mình cũng không có nhiều tiền đến thế nhờ. Nè, 100 là ok ha các bạn. Chứ để mấy cái kia thì nó tốn quá. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với... vẫn là thu hoạch thức ăn nhẹ cái đi. Chỗ này anh em mình đang cần khá là nhiều. Rồi, ở đây thì anh em mình mới được 3/6 thôi. Và chúng ta sẽ đến với cái khu vực... mình đang có 40 viên game đúng không nào? 40 viên. Đâu rồi? 40 viên thì chắc có lẽ là vô đây quýnh được 4 trận. Và anh em mình sẽ nhận thêm 45 viên game nữa ha. Đây, đang khá là mê. Và mình đang cố gắng búp em yêu này lên sao các bạn ơi. 2. Ui, kỹ năng đánh lan rất ổn luôn nha. 39. Tiếp theo là 40. Ôi. Wow, mình thì hiện tại mới có 3 sao thôi. Còn 2 cửa nữa, 40, 50 và 60. Ôi, có 60 cửa vậy chắc có lẽ là anh em mình không đánh lên trên được nữa các bạn. Đó, chúng ta chịu rồi ha. Này thì chắc có lẽ là anh em mình phải có bé rồng mà lên được tầm lên được tầm khoảng là 4 sao thì mới đánh được nữa mọi người. Kèo này thì nó hơi khoai rồi. Nói chung là anh em mình kéo lên đây thì cũng rất là ổn áp rồi ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta xem nhiệm vụ cái được 4/6. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực là Arena nha các bạn. Ôi, chỗ này thì anh em mình cần 20 điểm thôi. Ráng giành vị trí top 1 coi. Wow, cái gì lên 90 rồi. Căng vậy. Rồi, ít 10 cái đi anh em mình quýnh cho đỡ vất vả. Wow, mới nói phát ăn ngay luôn các bạn ơi. X10. Ôi, tới câu chuyện nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đi thể hiện nè các bạn. Mới vô nhìn thấy mấy bạn kia điểm cao quá, anh em mình cũng rén ngang. Đây, một mình cân 3. Macaron Gon là một trong những con cũng khá là bá đạo nha. Tới công chuyện luôn. Wow, lụm nhẹ và victory. Khu vực này thì để mình coi coi anh em mình. Nhân 10 được cộng 30 điểm một cái. Ui 30 điểm một cái nha các bạn. Kiếm cái tem nào đó nó vừa vừa đi anh em mình quýnh cho tỷ lệ win chắc 100% nha mọi người. Chứ cái này mà bị miss một cái đó là thiệt tình là buồn lắm luôn ấy. Rồi nhẹ nhàng thêm 30 điểm nữa nè. Đó 30 điểm là được 60 điểm. Kèo này tranh thủ các bạn ơi. Anh em mình phải tận dụng cơ hội gọi là tối đa nha. Wow, victory. Đây 60 điểm. Vậy là đã hết rồi. Tính ra 3 lần là 90 ha mọi người. Anh em mình muốn ấy thì tầm khoảng 24 tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta mới có được một lượt free. Hay là anh em mình sẽ dùng 15 viên game để chúng ta. Ui đang nằm vị trí hạng 2 nha. HNT Channel YouTuber quá ghê gớm luôn. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với kèo này cũng hơi căng. Ở đây thì anh em mình cần cái chiêu bu với chiêu băng thì chúng ta sẽ được tăng cái lượng máu nha các bạn. Lốm. Đầu tiên thì anh em mình sẽ chơi trò đánh lan cái nha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi trò hút máu đại pháp đi. Wow, nghiên cứu nhẹ cái các bạn ơi. Chỗ này thì anh em mình sẽ sử dụng bé ma cà rồng đi. Đây. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với hút máu nha. Ôi nhưng mà con này mình sau khi mà nghiên cứu kỹ lưỡng thì mình thấy con này cái lượng máu nó còn ít quá, hút thì cũng chả được bao nhiêu. Rồi, lụm nhẹ ha. Tiếp theo thì với kỹ năng hút máu đang được đam x2 các bạn. Lượng máu hồi về khá là ổn áp nha, full cây. Rồi với kỹ năng ôi. Wow, ổn áp. Ôi, 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 từ từ. Ôi. Cho anh em bạn. Ê, nó có cái lưỡi hái. Ẩu rồi. Trời ơi, ẩu quá các bạn ơi. Anh em mình không để ý cái lưỡi hái con này. Chứ anh em mình còn cái hồi sinh là không ngã nào chết được ha. Ai dè đâu, ảnh còn để cái lưỡi hái tử thần nằm. Ôi, 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 ôi. Đủ đam, đủ đam. Tính cho anh nhẹn cái nhưng mà ai ngờ đâu, tem bạn nó ghê quá. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là kiếm con nào mà nó có chiêu băng. Một là chiêu băng, hai là chiêu pu. Nữ hoàng ma cà rồng nha. Với kỹ năng hút máu khá là đẳng cấp luôn. Kèm thêm là giật đam liên hoàn thì anh em mình cũng không ngán bất kỳ thành viên nào luôn ha. Chơi nhẹ chiêu đặc biệt cái nè. Wow, và tiếp theo thì anh em mình sẽ chơi trò hút máu đại pháp nha mọi người. Kéo được gần cái 100.000 máu bỏ túi ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đổi sang bé ma cà rồng băng. Khả năng lấy máu tăng đam cũng là một trong những kỹ năng đặc biệt của bé yêu này. Wow, con này căng nha. Thấy bách xây nhẹ mà nó vả một cái. Ôi ôi, cái con này đam tội x2 không. Mình nó thì thấy là cũng muốn rén ngang luôn rồi đấy. Rồi giật đam nhẹ. Wow, 198. Tiếp theo thì con này trùm cuối. Nhưng mà khi mà nó chết nó sẽ hồi sinh lại cho một con nữa. Anh em mình chơi trò hút máu một cái luôn. Với khả năng hút máu rất là đẳng cấp. Và bây giờ chơi trò lấy máu tăng đam nè. Con này nó sẽ hồi sinh một con nữa. Để coi coi. Wow, nó hồi sinh coi level 70 các bạn ơi. Oh my god, cay quá nhờ. Rồi, chỗ này anh em mình sẽ chơi hút máu và giật đam liên hoàn nha mọi người. Để kiểm tra coi là tem bạn nó có đam x2 với mình hay không. Với thành viên nữ hoàng này thì cái lượng sát thương của bé nữ hoàng cũng khá là cao, nhưng mà quan trọng là tem bạn nó không có đam nhân 2 thì anh em mình đánh nó dễ chịu hơn ha. Với lại là lượng máu của thành viên này thì nó cũng khá là trâu nha các bạn. Wow, victory. Ở đây thì anh em mình bật nhẹ chiếc rương cái. Rồi, ngon lành. Đổi tem mới cái coi. Và anh em mình đang giành vị trí top 1 nha mọi người. Chưa có ai vượt mặt mình hết ha. Ôi, cửa này thì nó khá là nhẹ nhàng rồi. Anh em mình giao lưu sơ sơ, sương sương là cũng qua được ha. Victory. Chỗ này thì anh em mình đã lên tới là 99 các bạn ơi. Một con số khá là tròn trĩnh luôn. Rồi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh đừng quên để lại chúng ta một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video ủng hộ mình với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.